Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay mình sẽ cùng các bạn làm món gỏi đu đủ. Về nguyên liệu, ở đây thì mình dùng khoảng 600 g đu đủ. Đu đủ thì các bạn có thể là mình xắt bằng tay hoặc là mình bào cũng được. Cái này ở nhà mình là xắt bằng tay nè. Các bạn có thể là dùng nhiều hơn tùy theo các bạn nha. Mình có một ít tôm mình đã luộc lột vỏ rồi, một muỗng canh vung tỏi ớt băm và nước cốt tắc, hoặc các bạn dùng chanh cũng được, nhưng mà mình thấy trộn gỏi thì dùng nước cốt tắc nó sẽ thơm, nó ngon hơn. Một ít rau thơm, một ít gừng, hai cái tai heo này là khoảng 500 g. Mình dùng gừng để mà hồi mình luộc chung với tai heo để cho nó khử cái mùi tanh đó. Nếu như không có tai heo thì các bạn dùng thịt ba rọi cũng được. Về nguyên liệu chính của mình sẽ như thế này, bây giờ mình sẽ cùng nhau bắt tay vào làm. Mình cho vào nước luộc một ít muối nha, cho gừng vào luôn. Nếu như có sả cây các bạn có thể đập vài cây sả mình cho vào đây, cho tay heo vào để lửa lớn cho nó sôi trở lại nha. Sau đó mình hạ xuống lửa vừa là mình luộc từ từ cho tay heo nó chín. Các bạn có thể mình cho vào trong nước luộc một ít giấm nha, để cho tai heo nó trắng hơn á. Trong lúc đợi luộc tai heo thì mình sẽ đi làm nước trộn gỏi nha. Nước trộn gỏi thì nó sẽ khác với nước mắm mình ăn bún bình thường là nó sẽ kẹo hơn. Tức là không có pha nước vào đây các bạn. Mình cho vào đây là 2,5 muỗng canh đường. Muỗng gạt ngang nha các bạn. Ba muỗng canh nước cốt tắc. Hoặc là ăn chua ít hay nhiều là tùy theo các bạn nha, có thể mình điều chỉnh lại. Mình cho vào đây trước 2 muỗng canh nước mắm, nếu như thiếu thì mình cho thêm. Cái nước trộn gỏi này thì các bạn nêm chua chua ngọt ngọt là được. Để giúp cho nước trộn gỏi có màu đẹp hơn thì mình sẽ cho vào đây 1 muỗng canh tương ớt. Tương ớt mình dùng của Cholimex nó không có cay nhiều á, nếu như các bạn dùng loại cay nhiều thì nên bớt lại nha. Chủ yếu là cho nó lên cái màu hơi đỏ đỏ nó đẹp hơn. Nước trộn gỏi thì các bạn có thể nêm nếm lại nha, tùy theo mỗi gia đình. Sau khi khuấy tan đường xong là mình sẽ cho tỏi ớt vào. Nước trộn gỏi này á, thì do mình không có pha nước vào đây, các bạn có thể mình để trong ngăn mát của tủ lạnh á, cả tuần lận nha. Tai heo mình đã luộc được khoảng 35 phút rồi nè các bạn. Tùy theo tai heo mà thời gian luộc đôi khi khác nhau nha. Thì mình thấy là 35 phút của tai heo này nó được rồi nè. Bây giờ mình sẽ vớt nó ra, mình rửa sạch lại. Sau đó mình sẽ thái mỏng. Với lại các bạn chú ý là cũng đừng có luộc tai heo mềm quá, ăn không ngon nha. Kiểu như cho nó vẫn còn giữ được độ giòn á. Các bạn có thể mình cắt ra làm đôi để mình luộc cho nó nhanh chín hơn. Tai heo mình đã thái mỏng ra nè các bạn. Mình sẽ cho tôm vào chung luôn nha, để mình trộn với nước trộn gỏi cho nó thấm riêng, nó sẽ ngon hơn. Các bạn thấy mình trộn trước rồi mình ướp khoảng 5 phút. Cái này về cái lượng nước gỏi thì mình nhắm chừng thôi các bạn. Mình cho vào cho thấy nó đủ thôi. Trộn đều lên là được. Rau thơm thì mình sẽ cắt nhỏ ra. Mình sẽ cho nước trộn gỏi vừa đu đủ nha. Mình trộn lên. Khi trộn lên thì mình ăn liền nha các bạn. Tại vì khi mà các bạn để càng lâu thì đu đủ nó sẽ ra nước, nó mất đi độ giòn. Mình cho một ít rau thơm vào luôn.
Và mình sẽ cho ra dĩa. Cho rau thơm còn lại lên. Và mình sẽ cho tai heo lên. Mình sắp nó lên. Món này làm rất là nhanh các bạn, đơn giản nữa. Mình cho một ít hành tím phi lên, một ít đậu phộng rang, mình múc một ít nước trộn gỏi như thế này nè, để khi mà nếu như lạc á thì các bạn có thể mình chấm chung vào. Mình sẽ ăn chung thêm với bánh vòng tôm nha. Bây giờ mình sẽ ăn thử nha. Có thể mình chấm thêm như thế này nè. Rất là ngon các bạn, mình thấy vừa ăn nữa. Với món ăn này thì mình xin chúc bạn sẽ làm thành công nha. Nếu thích video các bạn nhớ like, chia sẻ, nhấn nút đăng ký ủng hộ kênh. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.